Đây mọi người, tí nữa anh em mua bao tải là tiết lộ mọi người một chút bí mật, đó là tí nữa anh em sẽ chở hàng nóng ở huyện Mèo Vạc. Nắng Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại Nắng Cao Nguyên đang có mặt tại thị trấn Mèo Vạc. Hôm nay thì Nắng Cao Nguyên sẽ chở cái món quà vào cho bà con là của anh Nguyễn Quang Sơn ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, là có gửi ủng hộ cho bà con là 2 thùng quần áo để tặng cho bà con mọi người ạ. Và Nắng Cao Nguyên cũng xin chân thành cảm ơn bà Điểm ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội, là có gửi ủng hộ cho nhà chị Súa là 500.000. Và anh Nguyễn Huy Tuyên, trưởng nhóm chứng khoán Thiên Thời Thiện Nguyện Cuộc Sống ở Hà Nội, cũng ủng hộ cho những gia đình nhà em tính là 1 triệu mọi người. Thì bây giờ thì Nắng Cao Nguyên sẽ cùng với em nhỏ là sẽ chở đồ vào trong cán lục để tặng cho bà con. Với lại là tí nữa là em công trưởng thôn là cũng nhờ mình là mua thêm 5 bao ngô nữa. Mình cũng chở một ít đồ nữa để xuống để anh em nấu nướng. Và quan trọng hôm nay thì bà con như ở trong thôn là đang vận động để ra tiêm vaccine thì phải. Tôi tranh thủ anh em sẽ vào, mọi người hãy cùng nhau theo dõi cái chuyến hành trình này của anh em Nắng Cao Nguyên mọi người nhé. Đây ngọ hộ anh bên này. Đấy, xong là tí mua 5 bao ngô. Bây giờ là đường xá là đi thoải mái rồi mọi người. Hôm qua xe lưu đi vào một lượt, úi dồi ôi, quá ok luôn. Đấy, xem là làm thế nào mà chở được thêm 5 bao ngô này. Đây nhá, cậu chờ anh tí đây, anh nhảy hẳn lên để đút thẳng vào trong. Thì mình mang bình ga vào để tí nữa đi đổi mình ạ. Để anh em sẽ xuống dưới nhà em công trưởng thôn là nấu cơm ở đấy. Anh em bắt đầu xuất phát đây mọi người ạ. Đây anh em đổi bình ga. Em phải cho anh đổi bình ga này với. Bảo không phải vỏ nó cược thêm đấy đúng không? Vâng. Và anh đổi là bao tiền đấy em? 510.000 anh ạ. Anh cộng thêm tiền vỏ em nữa là 560.000. Ôi giời, bây giờ ga lên kinh nhỉ. Đấy. Mọi người ạ, đấy là chiến tranh đấy. Ukraine với Nga đấy, nó ảnh hưởng tận sang Việt Nam luôn. Cậu nhỏ đấy là từ Nga về đây, mới từ Nga về. Về tránh dịch không ngờ là tránh được tránh cả chiến tranh. Chú cho cháu mua 2 cái dây cô loa 110 với. Ok. Có ngay. Loại tốt nhất thì chú ạ. 1 dây là bao nhiêu tiền chú nhỉ? 2 dây 110 là 2 lít đúng không? Là 2 lít không phải 200. Hôm qua trưởng thôn dặn mình là mua dây 110 không phải 110. 110 đấy, cháu gửi tiền. Việt Nam này nó nhiều từ ngữ phong phú đúng không chú? Từ ngữ phong phú. Vâng, cháu xin. Bác Đào ơi, nhà mình có ngô không ạ? Cho cháu lấy 5 bao ngô với. Vâng, bao tiền một bao đấy bác? Lấy có bán 550 rồi, giờ đang bán 560 rồi. Vâng, để cháu lấy 5 bao. Lấy ngô. Lấy ngô cho anh tải. 5 tải. Đây, để lên đây. Đó. Cháu gửi tiền với. Ông mà mãi nhiều mua tôi đi đâu. Vâng. 5 bao thôi gì? Dạ vâng ạ. 5 nhân với 550. 2 triệu 750. 1 2 cái đường to lành nhỉ. Dạ. Đường quá là sát sau người ạ. Vâng. Đây cháu lấy 10 cái bao tải nữa. 40.000 ạ. Đây mọi người, tí nữa anh em mua bao tải là tiết lộ mọi người một chút bí mật, đó là tí nữa anh em sẽ chở hàng nóng ở huyện Mèo Vạc. Đây 40.000 ạ. Ok, bây giờ anh em lên đường đấy mọi người ạ. Thôi cháu đi đấy ạ.
Rồi, ok mọi người, anh em đã vào đến thôn rồi. Bắt đầu là tiếp tục là Oprat vào trong Cán Lủng. Mọi người hãy theo dõi cái cuộc hành trình này của anh em mình nhé. Đấy. Nói chung là hôm qua xe lu đi một lượt thì nó cũng đỡ nhiều rồi, mà buổi chiều hôm qua cũng lu được khá nhiều rồi. Đi đường dưới thôn là phẳng lì luôn mọi người ạ. Nói chung là hôm nay đi dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Nó không, thứ nhất là mình quen với cái tuyến đường này. Đấy. Lái xe, thứ hai là cái mặt đường nó đã tốt hơn. Rồi với lại Nắng Cao Nguyên cũng xin giải thích lại với mọi người về cái vụ việc là thuê cái xe lưu ấy. Là cũng có rất là nhiều quý vị khán giả gọi điện cũng như là comment ở trên kênh Nắng Cao Nguyên là bảo tại sao lại thuê cái máy một tháng có 30 triệu thôi mà lại đi thuê cái xe lưu làm theo ngày, một ngày 3 triệu. Thì Nắng Cao Nguyên cũng xin được giải thích là thuê một tháng 30 triệu ấy, là trong đó là mình sẽ tự là thuê người lái này, mình sẽ tự đổ dầu này, hỏng hóc máy là mình tự chịu. Đấy. Thế nên là nếu mà như vậy thì nó rất mất thời gian và mất công, mà mình thậm chí nó còn, mình còn sợ cái chi phí nó còn cao hơn rất nhiều so với là thuê, thôi cứ thuê khoán thẳng nó một ngày bằng đấy. Thì anh em mình sẽ trực tiếp là đi cùng, là yêu cầu là đúng đạt đủ thời gian và theo tiến độ. Thì nó, thứ nhất là nó cũng dễ hơi dàng hơn cho anh em Nắng Cao Nguyên làm việc. Bây giờ lại phải tìm người thuê máy xong hỏng hóc lại không biết sửa kiểu gì nữa. Ví dụ như hôm nay ấy, là ở dưới bây hôm nay hỏng cái ắc quy đấy. Nếu mà như mình mà thuê thì thôi, vừa mới chưa lưu được bao lâu lại đã mất tiền với các ắc quy rồi mọi người. Nên là mọi người cũng thông cảm cho Nắng Cao Nguyên vì cái hôm quay phim mình cũng không nói rõ. Nên là cũng có thể là các quý vị khán giả hiểu nhầm đấy. Mình cũng xin giải thích là như vậy. Đấy, chỗ này đi thoải mái một đỏ luôn mọi người. Nói chung cua não một đỏ hết. Chẳng qua là hôm trước mình cũng đã giải thích rất nhiều là về những cái bên tản ly bên âm ấy, là chỗ nhiều đá quá mình không dám đi vào nên cứ phải cua mấy vòng. Rồi là như cái xe lu ấy, cái vòng cua hôm trước là cũng phải mấy đỏ, là cái vòng cua của xe lu nó rộng mọi người, nên là bắt buộc là mấy đỏ. Thì hôm nay Nắng Cao Nguyên cũng sẽ không quay nói chung trực tiếp ở từ trên cao nữa, vì là mọi người cũng xem nhiều rồi mọi người, thì nó hơi nhàm chán đúng không. Thôi thì hôm nay mọi người xem từ trong xe đi ra nhé. Tí nữa xuống thì như ở đoạn đầu video mình cũng nói mọi người là hôm nay anh em mình sẽ chở hàng nóng về huyện Mèo Vạc tiêu thụ. Đấy. Và bây giờ thì cũng rất là may mắn cho anh em kênh Nắng Cao Nguyên cũng như là bà con thung lũng Cán Lủng thì ở được ở phía bên nhà nước là hỗ trợ thêm gần 500 tấn xi măng nữa mọi người ạ. Thì cái tuyến đường này thoải mái. Thì ví dụ cái kinh phí để làm tuyến đường này ấy, còn dôi ra thì Nắng Cao Nguyên sẽ tập trung vào làm những cái tuyến đường xương cá vào đến tận nhà cho bà con để đi lại nó thuận tiện hơn. Chứ còn bây giờ đi nhiều hộ gia đình đi đường bẩn lắm mọi người ạ. Mà đi nhất là các cháu đi ấy, trơn trượt những lúc trời mưa. Mà có tuyến đường đi vào tận gia đình thì các hộ gia đình cũng sẽ có thể là chở con gà, con vịt, con lợn đấy. Từ thẳng từ nhà đi luôn, đỡ phải là bê sách rồi là ra đến trung tâm thôn mới đi được. Ở đây thì có nhiều điểm tránh lắm mọi người. Có nguyên cái đoạn làn trải thì nó có 1-2 điểm tránh. Ví dụ cái đoạn này thì mình đang ngồi trong xe, mọi người không thấy rõ, đường rất là rộng. Đường nó thoải mái là trên 5m, hơn 5m ấy. Thì hai xe, mỗi xe chiều ngang nó chỉ gần 2m rưỡi, không đến đấy mọi người, 1m bao nhiêu ấy. Còn đoạn dưới Cán Lủng thì đường to rộng thênh thang, rất nhiều đoạn để tránh luôn. Đấy. Mọi người không, là ví dụ những cái đoạn này thì bà con thì cũng trông chờ vào đấy. Mọi người xem là toàn đá là đá, có mỗi tí đất để canh tác thôi, nên là để mà xin bà con rồi là hỗ trợ bà con đấy thì nó cũng rất là khó, vì nó liên quan đến kế sinh nhai đấy. Bà con cả năm trông chờ chỉ vào cái cây ngô thôi, cả năm làm lụng trông chờ mỗi cây ngô. Thế nên là mọi người bảo sao là đời sống bà con nó rất vất vả như vậy. Nên là Nắng Cao Nguyên với team Nắng Cao Nguyên sẽ có mục tiêu là phát triển kinh tế cho bà con, để cho bà con là tự lực cánh sinh, tự lực đi lên, thì như vậy nó mới lâu bền mọi người ạ. Chứ còn bây giờ cứ hỗ trợ cho bà con suốt này, đâm ra là sẽ mang nhiều cái tính ỉ lại ngay, chỉ có trông chờ vào sự hỗ trợ của các anh chị cô chú mạnh thường quân hoặc là nhà nước chính phủ thì nó cũng thực sự là nó cũng không hay mọi người ạ. Về tương lai thì hỏng cả một thế hệ luôn đấy.
Nhất là bây giờ các cháu ở trong thung lũng Cán Lủng thì cũng có thể là xem được tivi, xem truyền hình ấy, cũng biết nhiều tiếng phổ thông hơn, cũng được du lịch qua những cái màn ảnh nhỏ, biết nhiều thứ hơn, có thể về áp dụng chính với cái ngôi nhà của mình. À, mọi người ạ, bây giờ thì anh em mình đã đến chỗ cái khúc cua ở đầu thôn, đầu tổ 2 rồi. Đấy, xe lưu rồi, bây giờ đang vẫn tiếp tục lưu, để tí nữa mình sẽ lên tránh xe ở đoạn đây thì có cái điểm tránh. Đấy, mọi người ạ. Rồi mọi người hãy xem quan sát, cái xe lưu nó rất là to, nó không phải nhỏ đâu nhé mọi người nhé. Thì anh em mình sẽ thử tránh nhau đấy, xem có ok không. Ok mọi người ạ, bây giờ anh em sẽ đi qua để tránh cái xe lưu kia mọi người nhé, để trở xuống tận thôn, vì hôm nay vướng mất cái xe lưu rồi. Cái đoạn ở trên này thì đường nó rất là rộng, căn bản chỗ kia xe lưu nó bị không hiểu sao nó bị ban ấy, và đường nó rất là ấy luôn, đường nó rất là phẳng luôn mọi người, chắc là do đá đấy, đá nó trơn, cái bánh kia nó trơn nữa. Đây phía chỗ này anh em làm điểm tránh, đường rất là rộng, trên 5m này mọi người. Ok, ra tiếp tục cuộc hành trình đi xe xuống nhé. Này chú Bảo này, mấy thanh niên đi xa xa ra một tí, tí nữa đá nó bắn vào người đấy nhá. Đây, bà con hôm nay bắt đầu ra, mình hôm nay mình dặn bà con phải chỉ khoảng tầm chục người ra ngoài này thôi, để chủ yếu là san lấp một chút thôi, để cho xe lưu đi mọi người. Đây mọi người xem này, cái mặt đường nó rất là đẹp luôn rồi. Rồi mình sẽ gập gương này lại. Được chưa? Hả? Ôi bên này thoải mái. Máy. Rồi ok. Rồi xuống đến nơi rồi. Rồi mình sẽ dừng đây lại một chút để xem bà con làm đường nhé, xong rồi cho mọi người xem về cái mặt đường luôn. Đấy ok. Rồi mọi người, xe không để được anh. Hết bình à? Hôm nay vừa mang bình mới vào mà. Bình mới ở dưới kia. Anh đi chở lên cho em phát. Vâng, ok. Ok. Lấy về để em đổ. Ok. Vâng, anh chờ tí. Ôi, bà con mình đang đây, mặt đường rất đẹp luôn. Trưởng thôn ơi. Đấy, anh nhờ tí. Đây anh chở ngô về cho em này. Bây giờ đi xuống dưới này đã, để lấy ngô, với lại là hôm nay anh mang quần áo vào cho bà con mình ấy. Tính đâu rồi? Hôm nay Tính không ở nhà. Anh đi đóng gạch ở dưới kia. À, đóng gạch ở dưới à? Để anh tí anh xuống gặp Tính một tí. Đi sau là xuống xem là anh chở ngô này. Ừ. Đi xuống này đã. Xong là bà con mình hôm nay vận động bà con ra ngoài huyện tiêm vaccine rồi à? Không. Tiêu bổ sung những người mà không có chưa tiêm đúng không? Kia chưa tiêm đâu. Ừ, thế thì cái thùng quần áo thì để ngày mai phát nhé. Hôm nay chưa không, anh thấy không đông ấy, vậy bà con một số đi ra ngoài tiêm rồi. Ừ. Chị xúa ở nhà không em? Chị xúa để hôm nay là. Ừ, thế tí nữa để. Ồ. Thế thì mình lên tận trên đấy đi. Để anh tặng quà cho chị Súa. Chị được tặng 500.000. Đấy. Thì lên để gửi chị ấy luôn. Để chị ấy mua quả thức ăn thế cho các cháu. Không, mình làm đường á. Mình không ra làm để đến đây đâu. Cái chỗ này mình kè lại. Ừ, chỉ để đây, cách 50 phân đổ vào. Ừ, nếu mà nhá, mình đổ đường ra đây chắc chắn là sẽ có người đi xe ra đây. Nó rất là nguy hiểm. Đấy. Lấy từ cái chỗ này hẻm, lấy xác từ bê trong này ra ngoài. Đủ 3 mét, cứ đủ 3 mét là làm. Đến đâu thì những cái chỗ là điểm tránh ở trên thì mình mà làm rộng ra thôi. Đấy. Đi, anh em đi lên, chở thôn lên xe. Chở thôn. Bên nào cũng được, bên này đi. Đấy. Rồi, ok mọi người ạ.
anh em sẽ tiếp tục tiến hành cuộc hành trình. Vì là hôm nay chở đồ, anh em định chở xi măng ấy, tí nữa xuống xem dưới xưởng là xi măng như thế nào mọi người. Hôm nay lại vướng cái xe để mà đi lại chở nó rất là vướng, nên là phải đợi xe lưu buổi trưa thì anh em mình sẽ bắt đầu chuyển xi măng xuống. Trước mắt thì như mọi người cũng biết là bà con thì đi tiêm hết rồi, nên là anh em mình sẽ chuyển vào sáng ngày mai là sẽ để phát và tặng cho bà con nhỉ Công nhỉ? Vâng ạ. Đấy, Công hôm nay mới có cơ hội trải nghiệm lần đầu tiên đi ô tô vào trong này. Vâng. Cái mặt đường rất là đẹp luôn nhỉ Công nhỉ? Vâng. Giờ đi xe máy là tẹt rồi nhỉ? Đã lưu sông thế này là nó đi nó không đắt lắm rồi. Đi ô tô thoải mái nữa, không chi là đi xe máy đúng không? Đấy, thì nên là anh em mình ví dụ có đồ đạc thì chở vào đơn giản nhỉ? Vâng. Ví dụ như hôm nay Công một bao tải ngô 60 cân nhỉ? Vâng, đúng rồi, 60 cân. 60 cân, đấy. À, có 5... À, bao nhiêu nhỉ? 500... 50.000 một bao. À, bác ấy bán 560, nhưng mà mình mua bác ấy để 550. Vâng. Thì ở trên thì... em Hậu em quản lý dưới chỗ để cho xem lưu đoạn nào, làm đường như thế nào. Còn ở dưới là tính đang đóng gạch ở dưới à em? Vâng, tính bên dưới 2 người. Ừ, 2 người thôi á? 2 người là máy. Một người trận nước với lại 2 người để... Bấm máy trộn đúng không? Bấm máy trộn. Đảo xi là máy kia hoạt động rồi đúng không? Vâng. Đảo xi là... Cái chỗ đây để cho bà con đi nữa. Để anh tiến lên tí. Đây, ngô đây. Đó. Cái ngô này mua về làm gì anh? Mua am với ăn là cho lợn. Lợn nữa. Những người ăn. À, còn cái quần áo nữa để lên nào. Đấy, ừ. Quần áo thì mình cất vào trong này này, để sáng mai bà con đông đông ra thì bắt đầu phát một thể luôn. Thôi mọi người hãy cùng anh em Nắng Cao Nguyên đi lên thăm chị Súa nhé. Chị đang làm nương ở trên kia thì Nắng Cao Nguyên cũng đưa mọi người đi giới thiệu đây. Ui, đào đẹp lắm. Ở trên kia mình phát hiện ra một cây mọi người ạ. Đây này, cái cây đào này là bây giờ bắt đầu mới ra hoa, đang mới ra lộc nữa. Cái đào vùng cao thì hoa đào năm cánh này, ở giữa là nhụy hồng đấy, hồng phai rất là đẹp luôn cây này. Cái mà cây đào này ăn rất là ngon luôn mọi người nhé. Năm ngoái mình ăn đấy, quả to lắm mà ngọt nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi bộ lên cuộc hành trình đi lên nương cùng bà con. Ô, em chào chị Súa nhá. Nho rồng cái gì nhỉ? Cô từ tiếng Mông là gì nhỉ? Mình à chị. Như ví dụ như nỉa là mẹ này, tì lầu là chú đấy. Không biết là chị gọi là gì mọi người ạ. Còn nho rồng là xin chào đấy. Lần sau Nắng Cao Nguyên sẽ đổi à. Ví dụ Nắng Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn thì Nắng Cao Nguyên nho rồng tất cả các bạn. Đây các cháu nhà chị Súa. Còn đi lên tận nương này. Về riêng về phần nhà chị Súa ấy thì anh em mình cũng đã tìm được cái nền nhà rồi, nhưng mà cứ phải xong hết đường đó mọi người. Cũng có rất là nhiều các anh chị cô chú mạnh thường quân ấy cũng gửi tiền cho Nắng Cao Nguyên hỗ trợ nhà chị Súa này, hay là nhà em vừa mà bị chột mắt này, nhà em Ria này, đấy cũng là hỗ trợ để xây nhà cũng từ năm ngoái rồi đấy. Nhưng Nắng Cao Nguyên cũng xin phép được một lần nữa là mọi người thông cảm để cho Nắng Cao Nguyên hoàn thiện hết cái tuyến đường này để cho vận chuyển đi lại cho dễ này. Xong đóng gạch xây nhà này thì sẽ bắt đầu xây nhà cho ví dụ như gia đình chị Súa. Ơ, em chào chị Súa nhá. Em bé này đi cùng mẹ à? Ơ, chú lại để quên cái dây bim bim ở xe rồi. Tí nữa xuống lấy chú cho nhé. Đấy, con gái lớn này chị Súa rất là xinh gái luôn mọi người ạ. Đây thì có ba cháu đi làm theo mẹ, còn một cháu thì
cháu mà bị câm ấy là đang chơi ở trên chỗ xe lu kìa. Nhưng mà vừa nãy mình quán triệt anh em bà con là không cho các cháu gần xe lu rồi. Còn một cháu thì đang đi học cấp 2 ở ngoài trường xã. Ôi em chào chị Xúa nhá. Chị Xúa không biết tiếng phổ thông, mọi người thông cảm nhé. Thì Nắng Cao Nguyên cũng một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn bà Điểm ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Thì gửi cho chị Xúa là 500.000. Đây thì mình ra gửi chị nhá. Ơ chị Xúa ơi, em nhờ tí. Ô chị không biết tiếng phổ thông nên để mà giao tiếp nó rất là khó. Đây có món quà của bà Điểm mà gửi tặng chị nhá. Này. Đấy. Gì nó lộ à? Đấy, chị cứ cầm lấy. So sánh ơ. Vâng. À bà so sánh nỉa Điểm. Thế mà các cháu ở vùng cao này làm lụng rất là vất vả, ăn uống thì cũng không đầy đủ chất dinh dưỡng đâu mọi người, nhưng rất là khỏe luôn và chăm chỉ nữa. Đấy. Mọi người có ai thích phụ nữ vùng cao, con gái vùng cao đấy, lên đây Nắng Cao Nguyên giới thiệu ở thôn còn nhiều thiếu nữ lắm mọi người ạ. Thôi chị cứ làm nhé, bây giờ em xin phép nhé. Vâng, mấy nữa em lại vào thăm chị tiếp. Nhà hết gạo chưa? Đấy, ôi giời, chả biết hỏi kiểu gì. Không biết là hết gạo chưa, thôi à. Vì gần Tết cách đây khoảng đúng một tháng thôi, mình mua 50 cân mà, 50 cân gạo thì ăn thoải mái mọi người ạ. Thì hỏi em công xem là chị hết gạo chưa, sẽ ngày mai mua thêm tiếp. Thôi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới chỗ bãi gạch để xem anh em làm việc như thế nào rồi. Và cũng tặng cho em Tính là 1.000.000 đồng nữa mọi người ạ. Tí nữa bảo là gọi Tính dưới kia hết xi măng thì bảo Tính về, xong là Tính mới nghe chạy ra xã để ký cái quyết định mà để cho kết tuống nội giao huyện, xong là kết tuống để quyết toán cái quyết gì định mà quyết tuống có quyết định mà xong là chuyển cái tiền lương hàng tháng cho trên tài khoản. À vào tài khoản là gì? À cán bộ thôn làm chuyển vào tài khoản, không dùng bằng bảng phát lương bình thường nữa đúng không? Nó không đảm bảo sạch mất đấy. À. Xong là mình sẽ đi ký, xong là sau tháng sau thì sẽ chuyển cho trên tài khoản. Ừ thôi hai anh em có việc ở xã thì cứ đi thôi. Thì còn là xi măng thì tí nữa anh đang đợi lưu hết xong đã. Lưu hết xong là bắt đầu là anh đánh xe chở xi măng xuống. Đấy, chào Tính nhá. Ừ, ôi mang này đi đâu này? Mang tí nữa mang lên cho nhà em. Ờ. Cái này cái bếp công nghiệp của nhà nước hỗ trợ. Ờ thế tí nữa hai anh em là đi lên ra xã gì? Vâng ạ. Ừ. À mọi người ạ, thì em Tính ấy thì được anh Nguyễn Huy Tuyên là trưởng nhóm chứng khoán Thiên Thời Thiện Nguyện Cuộc Sống ở Hà Nội ủng hộ nhà em Tính là 1.000.000 đồng mọi người ạ. Thì Nắng Cao Nguyên cũng xin gửi lại cái 1.000.000 đồng thì cho em Tính nhá. Đây Tính nhá, đây anh gửi em này 1.000.000 đấy. 1.000.000 là của anh Tuyên ở Hà Nội là gửi tặng em nhé. Em cảm ơn anh Tiên, em gửi mỗi quần 1.000.000 đồng cho em. Rất là vui. Em Tính thì nói chung là cái cảm xúc của em ấy diễn tả bằng hai từ, vui và sướng hết. Vì lần nào hỏi cũng chứ vui và sướng. Thôi chúc mừng em nhé. Ở dưới xưởng gạch làm như nào rồi em? Em làm mấy năm khai ạ. Thế để tí nữa anh xuống xem. Vâng. Rồi anh thử gạch luôn. Vâng. Mọi người thì Nắng Cao Nguyên cũng xin được kết thúc video tại đây. Để anh em mình sẽ tiếp tục công việc. Mọi người thấy video hay hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.